Chào bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc điều khiển đa năng dành cho điều hòa của hãng Fujitsu. Với chiếc điều khiển này thì các bạn có thể điều khiển gần như tất cả các loại điều hòa của hãng Fujitsu, rất là phù hợp dành cho các bạn nào mà hỏng điều khiển, đi kèm máy hoặc là bị mất điều khiển chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cái giải pháp này để thay thế. Đi kèm với cái điều khiển này là sẽ có cái hướng dẫn sử dụng và danh mục các cái loại điều khiển của hãng Fujitsu mà điều khiển này có thể tương thích. Chúng ta sẽ quan sát kỹ đây các cái hình dạng của cái điều khiển này xem là có cái nào trùng với cái điều khiển mình đang dùng hay không. Đấy, rất là tiện. Và có cách khác là chúng ta sẽ dò mã trực tiếp trên điều khiển. Nhưng mà đây là kiểm tra sơ bộ đã. Thì bạn thấy là có rất nhiều mã với các cái hình dạng điều khiển khác nhau để chúng ta lựa chọn. Và vì dùng chỉ cho hãng Fujitsu nên là gần như chúng ta sẽ điều khiển được tất cả các loại của Fujitsu với cái danh mục lớn như thế này. Và đây là chiếc điều khiển chúng ta, có mã là RM8029i. Cái này sử dụng là 2 viên pin đũa. Các bạn gắn pin vào đây. Điều quan trọng nhất của cái điều khiển đa năng đó là khả năng dò mã. Thì để dò mã thì các bạn rất đơn giản, chỉ việc bấm và giữ công tắc nguồn và hướng cái điều khiển này về phía cái điều hòa chúng ta, thì nó sẽ bắt đầu tự động nhảy mã từ gì ạ? Từ 0 cho đến cái mã cuối cùng. Và mỗi lần nhảy ấy, thì nó sẽ phát ra một cái tín hiệu để cái điều hòa nó nhận được. Thì trong trường hợp các bạn thấy điều hòa nhà mình nó kêu tít cái thì các bạn sẽ nhả ra. Và khả năng là cái điều khiển này phù hợp với cái điều hòa rồi. Và chúng ta sẽ thử tính năng khác. Ví dụ các bạn sẽ điều khiển tính năng quạt, xem nó có thay đổi hay không, to nhỏ hay không. Rồi tới các tính năng khác như là gì ạ, cửa gió vân vân. Nếu mà nó không phù hợp thì ta lại bấm gì ạ, bấm dò tiếp. Nó lại chạy tiếp. Còn trường hợp tất cả các tính năng nó đều ok rồi thì chúng ta chỉ việc dùng thôi. Coi như điều khiển này là điều khiển zin của chúng ta. Đấy, các bạn thấy nó dò, nó sẽ chạy từng cái một. Và cứ đến lúc nào điều hòa nó kêu tít cái, tức là điều khiển tương thích, chúng ta lại bỏ ra chúng ta gì ạ, thử. Ở đây tất cả có là 14 mã. Khi mà đã thử thành công rồi thì nó sẽ được lưu vào đây là cái mã của cái điều khiển hòa nhà chúng ta, và chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Thì trên này cũng có những cái nút tương tự như cái điều hòa điều khiển gốc, ví dụ như là điều khiển gì ạ, các cái chức năng, hay là điều khiển quạt gió, hay điều khiển các chức năng hẹn giờ, vân. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc điều khiển đa năng cho điều hòa Fujitsu, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.